Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký chiến trường ca, băng mình vào cuộc chiến. Tác giả: trung sĩ, cựu chiến binh, đại đội 20, trung đoàn 31, sư đoàn 309, mặt trận 479. Tập 5. Ngoài học mật danh và chữ đúc, chúng tôi cũng được học về nghiệp vụ thông tin, nguyên lý chung về thông tin vô tuyến, điều lệ thông tin, máy thông tin 2W PRC25. Tôi thực sự ngạc nhiên về sự tiện dụng bền bỉ, hiệu quả của máy PRC25. Toàn bộ kết cấu được lắp gọn gàng trong 25 hộp, được đánh số từ A1 đến A25, có thể tháo lắp dễ dàng, chịu va đập tốt, có thể chịu lực rơi 1.000 lần với khoảng cách 1 cm mà không hề hấn gì, chịu được nước, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, và khi nối cáp chuyển tiếp để kết đôi hai máy thì có thể biến thành một trạm thu phát sóng trung gian tự động. Ví dụ như khi ở cách nhau bởi một dãy núi cao, máy bay sẽ thả dù cặp máy nối cáp xuống đỉnh núi. Các máy khác sẽ liên lạc với nhau qua cặp máy trung gian. Nhưng đó chỉ là cách xài sang của Mỹ. Còn ta thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần một tổ hai người, một máy, một AK, vài trái lựu đạn, gạo nước, ba lô, quân tư trang, pin dự phòng, leo lên đỉnh núi nằm trực, cứ đến phiên là lên máy làm trung gian nhận và chuyển điện cho các máy khác trong mạng của đơn vị. Xong nhiệm vụ lại vác máy về. Đơn giản, rẻ tiền và cực kỳ hiệu quả. Chứ chơi kiểu Mỹ thì phải tốn máy bay, hết pin là hỏng việc, lại bỏ phí luôn hai máy mới tinh. Lính ta dạy gì chơi kiểu ấy. Cái khôn nữa của lính ta là có thể tăng cự ly liên lạc lên nhiều lần nhờ dây mìn Claymore của Mỹ. Rất đơn giản, chỉ việc lấy một đoạn dây mìn, tước vỏ nhựa mỗi đầu dây khoảng 2 cm, một đầu xe tròn lại để nhét vào ổ cắm anten cần, một đầu đem cột lên ngọn cây cao nhất. Thế là có thể liên lạc được với khoảng cách 30 đến 40 km, trong khi cự ly theo thiết kế chỉ có 7 km. Dây mìn Claymore làm anten tốt nhất vì ruột nó bằng sợi bạc, bắt tín hiệu rất tốt. Nếu không có thì dùng đỡ bằng dây hữu tuyến, chất lượng bắt sóng kém hơn nhiều. Chúng tôi còn phải học cách vận động theo bộ binh để đảm bảo liên lạc, vừa vác máy chạy bở hơi tai, vừa chuyển phát điện, cách nằm tránh đạn mà vẫn phải bật ngược để quăng đầu dây anten lên ngọn cây, cách cột dây anten sao cho chắc chắn dù bị giông gió cũng không bị rơi. Nhưng khi di chuyển chỉ cần giật nhẹ là dây sẽ rơi xuống, cuốn lại là đi ngay, không phải leo cây nữa. Cả cách cột tăng, võng, mùng, tất cả đều đơn giản, khéo léo, và đặc biệt là khi cần chỉ việc giật nhẹ, cuốn gọn và di chuyển được ngay. Sau 2 tuần học tập điên đầu mới đến ngày quyết định số phận. Ai đạt yêu cầu sẽ được chính thức biên chế vào 2 tiểu đội. Ai không đạt tiếp tục phải chuyển đi bộ phận khác. Có khoảng 1/3 đạt yêu cầu so với số nhận vào ngày đầu tiên. Ngày 29 tháng 7 năm 1983, tôi và thằng Phương chính thức được biên chế về tiểu đội 2 do anh Thống, lính 81, quê ở Thanh Hóa làm tiểu đội trưởng, dẫn chúng tôi vào nhà. Anh ấy chỉ vào khoảng đất trống: hai đứa mày nằm đây. Tôi hỏi: giường đâu anh? Anh chỉ sang bên kia suối: giường đó. Thấy chúng tôi ngơ ngác, mấy anh lính 82 mới bảo: mỗi thằng một dao, sang bên kia chặt tre về làm giường. Đến khổ với các bố, nói thế thì hiểu thế quái nào được. Gì chứ chặt tre thì tôi cũng không ngán. Hồi ở quân trường tôi đã đi chặt tre với anh Hải, tiểu đội trưởng, và mấy tên nữa đã leo lên và chặt hẳn một bụi tre gai, bị kiến vàng cắn gần chết. Vớ vội 2 con dao quắm cùn, tôi với Phương hùng hục bơi qua suối. Lúc này nước đã lớn thành sông, hì hục mãi cũng chặt được 2 cây tre già và thẳng để làm thành giường và dạp giường, 1 cây tre đực để làm thang giường.
hai đoạn gốc tre để làm chân giường và một khúc tre non hơn để làm lạt. Ôm luôn bó tre làm phao bơi về, làm tôi lại nhớ đến cảnh ở Hà Tu. Ba thằng ngu chúng tôi bơi qua hồ nước lớn bằng thân cây chuối. Với tất cả sự cố gắng, cộng với sự hướng dẫn của các anh lính cũ, tôi cũng đã hoàn thành được một cái giường tre khá ưng ý. Đơn giản thôi, cưa lấy hai đoạn khoảng 2 mét một đoạn, chia đều và đục mỗi đoạn 5 lỗ tròn sao cho đút vừa 5 khúc tre đực làm thanh ngang. Chẻ thân tre còn lại thành từng thanh rộng khoảng 2cm, dài 2 mét làm giặt giường, buộc chặt vào thang giường bằng lạt tre. Cưa lấy 4 đoạn tre gốc, mỗi đoạn dài khoảng hơn 1 mét và đục lõm một đầu, chôn đầu kia xuống đất để làm chân giường. Đặt cả khung giường lên trên các đầu lõm là xong. Trải chiếu lên là sẽ có ngay một cái giường êm ái. Thử thách này chỉ là chuyện nhỏ. Thử thách tiếp theo. Ở trong rừng, nhà cửa, bàn ghế, đồ đạc sinh hoạt, nói chung đều do lính ta tự tay làm lấy. Dụng cụ thì gần như chẳng có gì. Cưa đục, dao rựa thì cùn, sứt sẹo. Phần lớn là do nhặt được trong những phum làng cũ. Có vài con dao phát, dao quắm và liềm là do bên kỹ thuật làm, chất lượng cũng kém lắm. Nhưng bàn tay làm ra và tất cả, chỉ với vài cái cưa cùn, đục mẻ, liềm gần hết răng, chúng tôi có thể cắt được những bó tranh to đùng, hạ cả những cây gỗ lớn xẻ tại chỗ, đem về làm cột kèo, hoặc hạ những thân cây vừa để làm chuồng heo, sàn kho. Vật liệu chính để làm nhà cửa, lán trại, vật dụng sinh hoạt chính là tre. Dù là lính mới thư sinh hay lính cũ con nhà lao động thì cũng phải giỏi chặt tre. Các anh lính cũ quê ở Quảng Nam thường nói rằng nhất chặt tre, nhì ve gái. Nhưng tôi thì thấy chặt tre tuy cũng vất vả, trầy trật, nhưng vẫn dễ hơn nhiều so với cái vụ ve gái. Cái số thằng tôi nó khổ từ nhỏ, đi đâu cũng thấy cảnh làm nhà, dựng trại, làm lán. Vừa vào đơn vị thì tôi đã thấy các anh bàn kế hoạch làm nhà mới vì nhà cũ đã xuống cấp, mục nát, siêu vẹo rồi. Khi vừa thông thạo mật danh, được đưa lên trực máy ở trên trung đoàn bộ, thì nhà thông tin trưởng mạng lại cũng cũ hỏng, phải làm lại, thậm chí phải dựng lại anten. Khi xuống đại đội 19 công binh trực máy, lại cũng phải làm lại nhà thông tin. Thế quái nào mà tôi cứ đi đến đâu là phải làm nhà đến đó. Còn hầm thì khỏi phải nói rồi, cứ làm nhà là phải đào hầm hoặc củng cố hầm hào. Những tay khác có khổ thế đâu. Ngày 24 tháng 7 năm 1983, hôm nay là chủ nhật, cũng không được nghỉ. Sáng nay cắt tranh cũng chua, hai cánh tay phải bị tranh cọ cắt rát rạt. Chiều hái đậu và tưới rau đúng là mang tiếng ngày chủ nhật ra. Buổi tối gặp Bạch, Đôi, Cảnh, trước cùng học ở quân trường, tụi nó được biên chế ra tiểu đoàn 7. Sáng nay về trung đoàn bắt heo. Nghe tụi nó kể thấy cũng tội, nước nuôi quý như vàng, thật khổ. Chiều gặp Dũng Híp cũng vậy, nó đi trinh sát. Nhìn anh em thấy ai cũng tội hết, đến chừng nhìn lại mình thấy cũng tội luôn. Đời lính mà, thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu người yêu, thiếu trà, thiếu rượu, thiếu tiền tiêu. Chiến sĩ thông tin. Là lính thông tin, chúng tôi vẫn phải học tập chính trị, tăng gia sản xuất, lao động, xây dựng nhà cửa, hầm hào, trực gác, tất tần tật mọi việc như những người lính khác. Ngoài ra còn phải học chuyên môn nghiệp vụ và đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy. Có khổ không? Đã thế các anh lính cũ lại còn bảo cái số của thông tin là ù tai, chai đít, công ít, tội nhiều. Ôi giời ơi, thế mà lúc mới vô nghe các anh khoe kể cứ mê mẩn để được làm lính thông tin. Về tiểu đội 2 được 2 hôm là chúng tôi được triệu tập đi chặt tre ở hướng tiểu đoàn 9. Hơn 10 anh em, mỗi người một súng,
ba lô gạo mắm đầy đủ cho một tuần, do anh Sơn trung đội trưởng chỉ huy, có cả anh Phương chuẩn úy cùng đi. Hành quân bộ theo trục 58 qua khỏi đập nước Đặc Công. Có một tiểu đoàn Đặc Công nằm ở vị trí đập nước, qua ngầm tiểu đoàn 9, vượt qua bên kia sông ở gần một đại đội của tiểu đoàn 9. Tôi không biết là đại đội mấy, nhưng chỉ biết đại đội này nằm ở bờ bên kia sông về hướng Thơ Câu. Ngày mùng 6 tháng 8 năm 1983. Chà, hôm nay mới về tới nhà, 7 ngày đi chặt tre cũng bắt ngán, ớn thật. Tối ngủ ngủ võng, ngày vào rừng với muỗi, vắt, lội suối, chặt tre, đóng bè, đủ trăm thứ gian nan. Đêm về nằm võng nghỉ, đang buồn bã chán nản, chợt nghe Lệ Tuyền hát bản lời anh đã nói. Trời ơi rụng rời, lần đầu tiên trong đời ta đã xúc động trước một bài hát. Sáng nay đóng bè xuôi về đơn vị, gần trưa mới về tới nhà, chẳng được nghỉ ngơi, chiều lại phải dầm mưa vác tre lên bến. Phận lính thật nhiều gian khổ. Làm nhà, tre đã chặt đủ, tranh đã cắt và phơi khô, chúng tôi triển khai làm nhà ngay ngày hôm sau. Coi vậy chứ vô số việc. Này nhé, chọn tre làm cột, lựa những đoạn tre gốc già, thẳng, rồi rong chuốt cho thật láng, cưa cắt đều nhau, phân ra cột cái, cột con, cột hiên, cột trái, rồi đục lỗ để đóng con sẻ. Tiếp tục chọn tre làm đòn tay, vì kèo, xà ngang, khung vách, sau đó chẻ tre thành từng nan nhỏ để thưng vách. Có thể hình dung y như một cái quạt nan vậy đó, nhìn rất đẹp. Chẻ xong phải trau chuốt cho hết sợi sơ mới được. Lựa những khúc tre già cưa thành từng đoạn khoảng 30cm để chẻ thành từng miếng to bằng ngón chân cái, chuốt làm con sẻ. Trình độ nhất là chẻ lạt. Lựa những cây tre bánh tẻ thẳng, dài lóng, chẻ tước lấy phần cật. Bí quyết là kỹ thuật lách dao, sao cho thật khéo để dây lạt thật đều, không quá dày cũng không quá mỏng, đảm bảo độ dẻo dai và dễ xoắn lại. Tiếp đó là chẻ hom tranh. Chẻ hom thì dễ hơn chẻ lạt và chẻ nan thưng vách. Có hai cách đánh tranh, đó là dùng hom 4 hoặc hom 6. Hom 4 đánh nhanh hơn, nhưng tranh không dày chắc và không đẹp, nên chúng tôi quyết định làm hom 6, đánh vất vả hơn, nhưng tranh dày, chắc, đẹp. Mấy món chẻ lạt, hom, nan được coi là khó, kỹ thuật cao, nhưng với tôi thì lại đã quen tay. Nhờ lúc ở quân trường tôi được tiên zin, tay chẻ lạt siêu đẳng đã hướng dẫn làm rồi. Chỉ có khác là hồi đó chúng tôi đánh bằng cỏ tranh, còn giờ phải dùng cỏ đế. Lá hai cạnh rất sắc, cắt chảy máu tay chân. Sau khi hoàn thành công đoạn làm khung nhà, đến công đoạn lập nhà, ban đầu tôi ngại leo cao nên cứ đứng dưới đưa tranh, lạt, nước, thuốc cho những người ở trên. Tí lại bị sai, tí lại bị réo, phạt mệt cả ra. Buổi sau rút kinh nghiệm, tôi leo tót lên mái, truyền như khỉ giữa các cây đòn tay, cũng quát tháo hò hét người đứng ở dưới, đòi tranh, đòi lạt, đòi nước thuốc như thiên hạ. Cuối cùng tôi tự kết luận, ngồi trên mái sướng hơn đứng dưới đất. Sau 2 tuần, từ thầy đến trò làm quần quật, cuối cùng chúng tôi cũng đã có những căn nhà khang trang tươm tất, thoáng mát và rất đẹp. Chắc chắn là đẹp hơn những căn nhà cũ nhiều. Không biết có phải nhờ tài khéo tay của lính mới chúng tôi không? Dù gì thì từ quan đến lính, ai cũng rất phấn khởi. Lần đầu nằm viện. Trong 7 ngày đi chặt tre, tôi bị 3 vết thương ở cổ chân trái do bị cật tre cắt vào. Chẳng dát trùng băng bó gì, cứ thế lội nước sình lầy nên nó bị nhiễm trùng, sưng phù dần từ cổ chân lên bắp chân. Chỉ tức một cái là chờ vừa đúng lúc làm nhà xong, nó mới sưng to đùng, đi không được nữa. Anh Hải y tá xuống khám thấy không ổn nên viết giấy giới thiệu cho tôi sang đại đội 23 để điều trị. Thế là tôi chả được ăn mừng nhà mới
mà vác ba lô sang nằm bên đại đội 23. Bác sĩ khám và ghi bệnh án: vết thương bị nhiễm trùng, chỉ định rửa vết thương bằng iốt và thay băng ngày 2 lần, tiêm penicillin, uống thuốc, hạn chế đi lại. Tiêu chuẩn nằm viện có khác: bữa ăn nào cũng có thịt hoặc cá, trứng, rau, khá đầy đủ. Chỉ sau 3 ngày là tôi cảm thấy đỡ hẳn, đi lại nhẹ nhàng được rồi. Thế là sau khi rửa vết thương, thay băng, tiêm thuốc, tôi đi loanh quanh khắp bệnh xá cho đỡ buồn. Hai ấn tượng mạnh: sát trùng kiểu lính. Khi rửa vết thương, hai tay y tá hì hục tháo băng, lấy bành kẹp bông gòn thấm cồn chà mạnh cho tróc hết máu mủ. Một tay kêu: lấy iốt. Tôi ớ người khi thấy tay còn lại cầm cái can vàng, mở nắp rót thẳng một dòng nước đen ngòm vào cổ chân tôi. Cảm giác rát rát lên tới óc. Ôi giời ơi, sát trùng kiểu lính rừng. Chuyên gia cưa chân. Hôm sau tôi đi lơn tơn đi ngang trạm phẫu, nghe có tiếng xoèn xoẹt đều đều. Tôi ghé mắt nhìn thấy bác sĩ Thuận, được xem là chuyên gia cưa chân, đang khom người bên băng ca. Đúng lúc đó, khúc cổ chân nát bét của người thương binh rơi cái kịch xuống cái xô để bên dưới. Hết muốn đi đâu nữa. Ngày 27 tháng 8 năm 1983. Chà, hôm qua ra viện về nhà thấy cũng vui, sắp sửa đón anh hùng, chuẩn bị rộn ràng, vui như Tết. Bất ngờ nhất là mình đã nhận được hai lá thư đầu tiên từ quê nhà. Tôi định viết thư trả lời, nhưng muỗi quá, không chịu nổi. Ngày mùng 1 tháng 9 năm 1983. Hôm nay đại đội làm heo, liên hoan mừng mùng 2 tháng 9 mà. Mình đi công tác từ sáng đến chiều mới về, kinh quá. Lội bộ 34 km đường rừng, hai cái chân đi không nổi, nhức không chịu được. Mình với anh Nam, trung đội 2 đi cùng với Lập Già, truyền đạt chạy công văn xuống tiểu đoàn 7 ở Bản Dừa. Ớn nhất là lúc đi băng qua Trảng Chanh, cao khuất đầu người, lại phát hiện dấu chân cọp còn mới, nên lúc nào cũng phải lăm lăm tay súng, ngón trỏ phải đã để sẵn trên cỏ. Lúc về, quả là một sự an ủi, cả một mâm đủ các món, trong khi bụng đói cồn cào, chỉ có sướng thôi. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1983, lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, được nghỉ cũng khỏe, ở nhà quanh quẩn chẳng biết làm gì. Dạo này sốt rét nhiều quá, cũng sợ, hôm qua đưa một anh qua viện rồi. Ngày mùng 5 tháng 9 năm 1983, cũng là một ngày đáng nhớ, cả ngày học chuyên môn thu phát điện, chỉ ngồi trong nhà cũng đỡ mệt. Tối mình được lên học việc trên tổ máy trưởng mạng và đã phát được bức điện đầu tiên trên mạng thông tin 2W của trung đoàn. Cũng là kỷ niệm đẹp để viết vào trang đầu tiên của cuốn nhật ký thứ hai này. Lúc này đã bước vào cao điểm của mùa mưa, chiều mưa mênh mông, mù mịt, nhìn ớn lạnh, mưa rừng buồn khó tả, nhất là đối với những kẻ xa nhà, xa quê hương, xa đất mẹ như chúng tôi. Tối đến, bản nhạc oanh oang, chơi một bản nhạc bất tận, nghe đến khó chịu. Giáo viên bất đắc dĩ. Ngày mùng 8 tháng 9, hôm nay lại thay đổi một lần nữa. Tôi được điều về đại đội văn hóa làm giáo viên. Sáng vác ba lô đi mà buồn quá, ở đâu nó quen đấy rồi. Một lần đi là một lần lưu luyến vấn vương, biết làm sao được. Nhà mới của mình có 5 người. Một đại đội trưởng chính là anh Trần Kẹn, một đại đội phó là anh Trần Trọng Đạt, nguyên là đại đội trưởng đại đội 5 tiểu đoàn 8 bị thương, đang chờ về chính sách. Một liên lạc là Quyên ở trung đội văn nghệ, lính 83 Hải Hưng. Còn mình với Hiếu Mập cũng đồng hương Long Thành làm giáo viên. Đại đội văn hóa là đơn vị được thành lập tạm thời để thực hiện nhiệm vụ xóa mù chữ cho cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn.
bao gồm 3 trung đội. Trung đội văn nghệ đã có sẵn, trước trực thuộc ban chính trị, nay trực thuộc đại đội văn hóa, cùng 2 trung đội học viên là trung đội 1 và trung đội 2. Ngoài ra còn có bộ phận quản lý, nuôi quân. Riêng quân y thì sử dụng quân y của ban chính trị. Tất cả học viên đều không biết chữ, tổng cộng khoảng 80 người. Khi được giao nhiệm vụ, tôi với Hiếu mới ớ người ra. Ngoài mấy tép giấy kẻ ngang, vài cây bút, ít bình mực ra thì chúng tôi không có gì khác. Không sách vở, không giáo án, không bài tập. Trong khi chờ các trung đội xây dựng nhà cửa, hội trường, tôi và Hiếu bò ra soạn giáo án. Tất cả đều ở trong đầu, bắt đầu từ bảng chữ cái. Hai thằng phải hì hục cả buổi, nhớ đủ 29 chữ cái, rồi bắt đầu ghép các vần để dạy đánh vần, soạn các bài học làm quen với từ ngữ, rồi cộng trừ, nhân chia, ngữ pháp, chính tả, vân vân. Sau 2 tuần thì chúng tôi đã chuẩn bị xong bộ giáo án viết tay, đảm bảo đầy đủ các nội dung từ lớp 1 đến lớp 5. Lại nhớ câu không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, và câu khó khăn khắc phục, đó chính là câu thần chú của lính trong rừng. Ngoài soạn giáo án, hai thằng tôi cùng với thằng Quyên liên lạc cũng phải làm nhà bếp, chuồng gà, hầm trú ẩn, nhà vệ sinh, bến nước, phát rẫy, trồng rau, trồng đậu, trồng cà, không từ bất cứ một việc gì. Có nghĩa là đã là lính thì chẳng có lúc nào rảnh. Việc lên lớp, hai thằng tôi thay phiên nhau, thằng nào không lên lớp thì làm nhiệm vụ cải thiện cho nhà đại đội bộ. Tôi câu cá khá giỏi, khi nào tôi cải thiện thì cả 3 bữa đều có thức ăn. Khi Hiếu cải thiện thì có bữa không, thường thì không nhiều hơn có. Cuối cùng tôi với hắn thỏa thuận, hắn kiên trì đứng lớp, còn tôi thì kiên trì đi câu. Thế là sau mấy tháng trời ở đại đội văn hóa, tôi đã trở thành thợ câu có tiếng. Ngoài ra tôi còn trở thành thợ phụ bất đắc dĩ cho anh Trần Kẹn. Không biết anh này học ở đâu được nghề mộc và kiếm ở đâu được một bộ đồ nghề kha khá. Thế là lính đi chặt cây về, xẻ ra thành những tấm phách. Hai anh em tôi mở hẳn một xưởng mộc ở trái nhà. Tôi tập cầm cưa, cầm đục, cầm vồ, đủ cả. Cắt, dọc, đục lỗ tròn, vuông, tôi làm được tuốt. Chỉ có món bào là hơi khó. Ban đầu nó cứ tuột luốt, khi tôi đóng lưỡi bào dài ra một tí thì nó lại xước vào gỗ. Tôi phải học tới học lui mãi mới bào được. Chỉ một thời gian ngắn là tôi có thêm nghề thợ mộc. Thầy trò đóng được cả sa lông, giường bàn giấy, ghế các loại. Ghê chưa? Chơi chữ. Anh Đạt, đại đội phó, rất thích chơi chữ. Đang lúc vui vẻ, anh bôi bác anh Trần Kẹn. Anh nói, Trần tức là chuồng, Kẹn, cận tức là gần. Trần Kẹn có nghĩa là gần chuồng. Cái thằng tôi ngứa miệng và dại dột mới nói, tên anh cũng thế mà. Anh mới hỏi, đâu, mày nói tên anh thế nào? Tôi nói, Trần tức là chuồng, Trọng tức là nặng, Đạt tức là được. Trần Trọng Đạt tức là gần được chuồng nặng. Mọi người cười ầm ầm, nhưng mặt anh ấy tối sầm lại. Tôi nín khe và rút ra bài học kinh nghiệm, không được bôi bác thủ trưởng. Cá ăn cải. Lính ta tăng gia trồng cải bẹ xanh rất nhiều. Mỗi lần ăn chỉ cần nhổ vài cây là cả nhà ăn không hết, vì rau rất tốt, lá rất to. Tôi để ý mỗi khi rửa rau ngoài bờ sông là có một đàn cá trông vừa giống cá chép, vừa giống cá ngựa, cứ tranh nhau ăn những lá cải già, sâu, chúng tôi bỏ trôi theo dòng nước. Vì chẳng biết loài cá này tên là gì nên chúng tôi gọi là cá ăn cải. Tôi chợt nảy ra một sáng kiến. Nếu lấy lá cải xanh móc vào lưỡi câu làm mồi, có thể sẽ câu được loại cá này. Thế là thay vì phải đi đào giun, mỗi lần đi câu, tôi chỉ việc ra vườn, nhổ một cây cải xanh xách theo là có thể câu được cả buổi.
Không biết có ai nghĩ ra cách làm này trước tôi không, nhưng tôi thấy cá tranh nhau ăn cải thì tự nghĩ ra như thế, chứ không có ai hướng dẫn. Do dòng sông rất lớn nên muốn câu cá to thì phải làm một cái cần thật dài. Tôi chọn cây tra đực già, ốm, dài, nhìn giống cây tầm vông ở nhà để làm cần, trau chuốt láng luốt sạch sẽ. Chẻ một thanh tre già, vuốt tròn phần đầu cho nhỏ dần, sao cho có thể vuốt cong dễ dàng và chịu lực thật tốt. Cột chặt thanh tre vào ngọn cây tre đực, thế là tôi đã có một cái cần câu khủng, có thể câu được cá hàng chục ký và có thể quăng lưỡi câu ra đến giữa sông. Dây câu bằng ruột dây dù hoặc bằng dây cước phải dài bằng cần câu, lưỡi câu phải to và chắc chắn. Có mấy anh khéo tay chế lưỡi câu bằng lò xo, cổ hộp tiếp đạn, rất chất lượng. Khi thấy tôi vác cần câu đi, lại còn xách thêm một cây cải xanh to đùng, ai cũng chê cười, chọc kẹo đủ kiểu. Nhất là tay trung thủ thư ở ban chính trị. Lựa một khúc sông trống trải, nước chảy êm và nhiều bóng mát, tôi chỉ việc xếp miếng lá cải gọn lại, móc vào lưỡi câu, dùng lực quăng dây câu xa nhất có thể về phía thượng nguồn ở giữa sông và cứ để dây câu trôi dần về phía hạ lưu. Nếu không có gì xảy ra thì lại giơ lên quăng tiếp. Còn nếu thấy dây câu đột nhiên chạy ngược dòng thì tức là cắn câu. Tôi chỉ việc chụp vội cần câu, giật nhanh là xong. Dưới lưỡi câu là một chú cá trắng dãy giụa, vảy lấp lánh trong nắng sớm, nhìn rất là thích thú, cảm giác vô cùng phấn chấn. Trước đó thấy tôi về tay xách một sâu khoảng hơn 20 con cá, mỗi con to bằng 2 đến 3 ngón tay, thì ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Ô, thằng này có tay sắt cá, để lên lưng tao mà nướng. Bữa đó tầm 5 giờ chiều, tự nhiên tôi nổi hứng muốn đi câu cá. Vừa xách cần đi thì anh Đạt nói: giờ này mà câu cái gì, mày mà câu được con nào thì cứ để lên lưng tao mà nướng. Tôi chỉ nói: anh nhớ đó nha. Anh Kẹn cũng nói: nói thì phải giữ lời nha. Do chiều muộn tôi không dám đi xa, chỉ xuống bến nước của đại đội, đứng quăng câu lên phía trên rồi đăm đăm nhìn sải cước. Tới lần quăng thứ có lẽ là 108, tôi đã chán nản, chuẩn bị thu cần đi về vì trời đã sụp tối. Bỗng sải cước giật ngược, đi ngược chiều dòng nước lên phía trên. Tôi biết là đã cắn câu. Chờ thêm khoảng 5 giây cho chắc ăn, tôi mới giật mạnh. Một con cá to cỡ 2 bàn tay nhảy múa dưới dây câu. Tôi sung sướng vác luôn cần về, chứ không gỡ cá ra. Vừa về đến sân, anh Kẹn chạy ra đón, hét toáng lên: ông Đạt đâu, đưa lưng đây, chết ông rồi, con cá to quá. Anh Đạt đang ở trần ngồi ngoài hiên. Anh Kẹn gỡ cá ra đem đặt lên anh Đạt. Anh tức lắm nhưng không nói được gì vì lỡ hứa rồi. May mà chúng tôi không nướng trên lưng anh ấy. Thấy mặt anh Đạt lại tối sầm lại, tôi chả dại gì nhắc lại lời hứa của anh ấy, nhưng trong bụng vẫn thấy rất buồn cười. Những lá thư xanh. Lính ta rất thích viết thư tọa độ, có nghĩa là xin hoặc là trộm hoặc tìm thấy hoặc nhặt được bất cứ một cái địa chỉ nào của một bạn nữ nào đó và sẽ viết thư làm quen. Hòa Phao Câu nhận được thư của người bạn nữ tên là Bé Tư. Hắn cứ nâng niu lá thư mà chưa chịu mở ra đọc. Tôi ngồi kế bên lén đọc được địa chỉ, số nhà, phường, đường, quận Bình Thạnh. Thế là tôi viết ngay một lá thư tọa độ để làm quen với nàng. Khoảng hơn 2 tháng sau, tôi nhận được thư của Bé Tư. Tối đó tôi về đơn vị chơi, đúng lúc đang chuẩn bị sinh hoạt trung đội. Lúc này anh Hoàng Sài Gòn làm quyền trung đội trưởng vì anh Sơn Hỏa Lò đã đi học ở mặt trận. Ai dè Hòa Phao Câu cũng nhận được thư của nàng. Hắn đang khoe với cả trung đội. Tôi cũng khoe có thư của nàng. Thế là anh em lấy ra cùng đọc rồi phân tích, bình luận, mỗi người một câu một ý. Thư của Hòa Phao Câu, Bé Tư viết rất đơn giản, chỉ vài lời thăm hỏi là hết. Đã vậy cuối thư nàng chỉ viết cụt lủn: em, rồi ký tên.
Thư của tôi nàng viết dài và rất ngọt ngào, hỏi han đủ chuyện và lại còn khen chữ tôi đẹp nữa. Đẹp hơn chữ Hòa Phong Câu là chắc rồi. Cuối thư nàng viết em của anh rồi mới ký tên. Thế là anh em cứ nhao nhao bình luận, phân tích đánh giá đủ trò, đủ kiểu và đều đi đến kết luận là bé Tư thích tôi hơn Hòa Phào Câu. Mới đầu hắn còn cười giỡn, lúc sau hắn nổi khùng hét toáng lên và chửi tôi cái tội ăn cắp địa chỉ bạn hắn. Hắn càng khùng, mọi người càng cười, càng trêu hắn tận. Cuối cùng chúng tôi khỏi sinh hoạt luôn, chỉ cười vụ thư từ với Hòa Phào Câu là hết giờ. Bắn cá. Gần tới Tết năm 1984 đã vào cao điểm mùa khô, sông suối bắt đầu khô cạn, trời nắng nóng rất gay gắt, ở đập nước cá nóng quá nổi lên rất nhiều. Thế là chúng tôi tổ chức đi săn bắt cá bằng mọi cách. Chúng tôi chế tạo ra những cây chĩa ba để đi đâm cá vào những buổi trưa. Trưa đó tôi và Sáng quản lý và một số anh em nữa, tất nhiên là được sự cho phép của đại đội. Chúng tôi cứ một thằng cầm chĩa, một thằng cầm AK đi dọc theo các con kênh và thi nhau đâm cá. Đâm chán chúng tôi lựa những con ngon nhất, đốt lửa nướng, ớt hái tại chỗ, muối đã thủ sẵn mang theo trước khi đi. Không gì ngon bằng những miếng cá nướng ăn tại chỗ trong hoàn cảnh đói khát như tụi tôi. Ăn xong chúng tôi tiếp tục đi săn cá. Dưới một bóng cây xanh mát ngả bóng xuống lòng kênh, tôi thấy một con cá lóc to đùng, đầu nổi rong rêu, đang nằm ở mép nước. Tôi biết cây chĩa của tôi sẽ không thắng được con cá khổng lồ này, nên rón rén đi ngược một đoạn đến chỗ Sáng quản lý để lấy khẩu AK. Chắc nóng quá, nó lười biếng chẳng thèm đi đâu, nên tôi quay lại vẫn thấy nó ở yên đó. Tôi quỳ xuống lấy đường ngắm giữa đầu con cá. Bùm, con cá quấy ầm ĩ. Tôi quẳng súng nhảy xuống ôm đè lên nó. Lúc này Sáng và hai lính nữa cũng chạy lại phụ tôi đè chặt con cá, lôi nó lên bờ. Thì quái nào mà đầu nó vẫn còn y nguyên. Xăm soi kỹ mới thấy viên đạn chỉ đi sượt vào gò má của nó, làm lõm một lỗ cỡ ngón tay. Ngẫm nghĩ một hồi tôi mới hiểu, à, khi gặp nước viên đạn sẽ bị lệch hướng đi. May là tôi nhắm vào giữa đầu nó, chứ không thì chắc hụt ăn rồi. Chúng tôi phải bỏ con cá vào bao để khiêng về. Ai thấy cũng trầm trồ. Bữa đó đại đội bộ được một bữa thịnh soạn, mời thêm cả mấy ông khách nữa mới ăn hết. Chè đậu xanh. Chúng tôi tăng ra được rất nhiều đậu xanh và thường xuyên nấu chè. Đối với tôi thì đó là món tuyệt vời nhất của cuộc đời. Có lẽ là vì ăn uống thiếu chất, cho nên chúng tôi lúc nào cũng thèm ngọt. Đến khi hết đường mà cũng vẫn còn thèm chè, anh Trần Kẹn mới bảo tôi, hay là nấu chè với sữa, vì vẫn còn mấy lon sữa ông Thọ xét nghẹt. Trời ơi, còn gì bằng. Thế là tôi xung phong nấu chè vào buổi trưa. Trong khi mọi người ngủ trưa thì tôi hì hục cà đậu xanh, nhóm bếp nấu chè. Khi đậu vừa nhừ, tôi khui hộp sữa chế vô nồi và khuấy đều, chờ thêm 1 phút cho sữa chín. Tôi tắt bếp và bắt đầu quá trình ăn thử. Người ta nói dầu thủ kho, no nhà bếp, chắc là thế. Ôi trời, từ nhỏ đến giờ tôi chưa được ăn món gì ngon đến thế. Đến lúc mọi người dậy khi kẻng báo thức thì tôi đã ăn thử được 2 chén rồi. Dọn ra bàn, mọi người xúm lại ăn, ai cũng suýt xoa khen ngon. Thằng tôi vẫn tiếp tục ăn như mọi người. Tối hôm đó tôi mơ thấy địch tập kích bằng đường không và tôi đã tham gia chiến đấu dũng cảm, bắn rơi máy bay địch. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.